chào tất cả mọi người. Giờ thì tôi đang rời nhà nghỉ để tiếp tục hành trình, và hôm nay tôi sẽ đi tham quan mộ Bác Giáp một chút. Từ ngoài đường 1A đi vào lăng mộ Bác Giáp là 2,1 cây số. Đoạn ngã tư ở trên là rẽ phải. Từ chỗ rẽ vào đoạn đường trong này to thế, 4-5 làn đường. Thời tiết hôm nay khả năng là sẽ nắng to đấy. Bây giờ có 8 giờ kém thôi mà đã 31 độ rồi. Đoạn này sẽ trái tiếp 1,6 km. Ở đây họ thông báo là tạm thời dừng tiếp khách để bảo trì mấy khu, mình đang nâng cấp, đang tu bổ lại các công trình. Nhưng mà thực tế thì tôi thấy vẫn có xe khách từ trong ngoài đi ra, vẫn có khách vào được, nhưng mà tôi vào thì là họ không cho vào. Chán nhỉ, phí cái công vào đây. À, ngay gần ngoài này có một cái bãi biển. Đấy, vẫn có khách ra. Thôi đành quay lại đi tiếp thôi. Đây họ không cho vào thì thôi chịu. Có một cái xe taxi đỗ ngoài đấy là đang đàm phán vào. Không biết là đàm phán kiểu gì. Chắc lại thôi. Phí mất mấy cây số vào đây. Chả được cái đếch gì cả. Lộ trình tiếp theo của ngày hôm nay là thành phố Đồng Hới. Có thể là sẽ đi qua thành phố Đồng Hới một chút, đến quán Hầu. Thì tôi tính quãng đường đến quán Hầu từ đây được không? Quán Hầu khoảng tầm 80 cây. Nhưng mà cứ đường đi cứ bằng này thì đi đến nghỉ ở quán Hầu rồi. Từ đây đến Đồng Hới khoảng 55 km nữa. Đây là tàu đánh cá của ngư dân Quảng Bình. Vừa mới chạy qua đoạn vừa nãy cách đây khoảng 30-40 mét. Tự dưng ở trên mặt đường thấy hai cái tàu này bay trên mặt đường. Đây, hai tàu đỏ đỏ, tàu 50 này, bay trên một đường là xuống lượm luôn. Từ dưng hôm nay là có lộc rồi đấy. Được 1 lít. May
qua của tuyển vùng nước. Đi đến đây tôi gặp một thanh niên vác túi đi bộ, không biết là liệu có phải là xuyên Việt đi bộ không biết. Không nhìn nhưng không giống, nhìn không giống phượt thủ đi bộ xuyên Việt vậy. Ở đây là thị xã Ba Đồn. Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình. Thật sự phải nói rằng đoạn qua Quảng Bình của mình là hoang sơ, sơ sát thật. Xung quanh hai bên đường toàn cồn cát luôn. Rất ít cây. Cái nắng ở đây cũng nắng ác luôn. Ở Bố Trạch Quảng Bình này có một khu check-in chụp ảnh có tên gọi là Bãi Đá Nhảy. Đây ngay sát bờ biển các bạn. Bãi Đá Nhảy là ở ngay sát bờ biển. Ở phía bên trái của đường đi này, như có một đường vào bất chỗ nào được. Trước này có một đường, không có phải ở bên này không? Lượn lờ vào trong này ngó xem nào. Đây là bãi tắm. Có vẻ như ở đây bãi tắm Đá Nhảy này khá nổi tiếng. Thấy nhiều xe vào đây phết. Nhưng mà hiện giờ thì tôi không có thời gian để la cà ở đây nên là vẫn phải đi tiếp. Và tiếp theo ở đây là thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Mình đến mấy cái thị trấn toàn vào đúng giờ trưa, giờ họ nghỉ trưa, cho nên đường vắng tanh, chả có bóng người cả. Đây là trung tâm huyện Bố Trạch luôn. Đây là cổng chào thành phố Đồng Hới. Tuy nhiên thì từ đây vào trong trung tâm thành phố còn lâu, xa lắm.
Đây vào trung tâm là gần 8 cây đấy rồi. Ở đây là bắt đầu vào trung tâm thành phố rồi. Và cuối cùng thì cũng đến trung tâm của thành phố Đồng Hới. Rồi. Mệt quá. Phố Đồng Hới cũng khá là rộng đấy. Thành phố Đồng Hới thành lập năm 2004. Đến năm 2014 thì lên đô thị loại 2. Diện tích của thành phố Đồng Hới là 155,87 km². Dân số tính đến năm 2019 là 133.818 người. Trong đó thì thành thị chiếm 86,59%. Còn lại là nông thôn. Nông thôn chiếm 31,41%. Và có khả năng là và chúng tôi sẽ tiếp tục đi qua thành phố Đồng Hới và nghỉ ở quán Hầu. Thì giờ mới có tầm khoảng 2 giờ. Quán Hầu cách đây khoảng mấy cây số. Quán Hầu cách đây khoảng 9 cây đó. Số xe của Quảng Bình là 73. Và đoạn này là cầu Bắc Thành. Theo như trên bản đồ thì cái vị trí này là qua cầu này là vào bên trong cái thành. Thành này thành hình vuông. Hình vuông kiểu dáng như thành cổ ngày xưa ấy. Có hào xung quanh. Phía bên xa xa kia vẫn có một cái tổng thành. Đây là một trong mấy cổng ba, thì theo như trên bản đồ thấy thành này có ba cổng, thì đây là một trong ba cổng, còn là cổng bé, còn hai cổng chính là đường đi. Không có thông tin gì về cổng thành này nhỉ. Nhưng chắc chắn là cổng thành này mình xây là khá là lâu rồi. Cầu này là cầu Nam Thành. Là phía nam của thành. Trước cầu kia là phía bắc của thành. Đây có một khu cổng thành nữa. Quảng Bình này nhiều thành thế nhỉ? Ra đến đây là hết thành phố Đồng Hới rồi. Đây đến quán Hầu còn 5 cây số.
qua hết trung tâm thành phố Đồng Hới là sang huyện Quảng Ninh. Tên huyện Quảng Ninh thì giống như tên tỉnh Quảng Ninh. When the bombs scream until I